Chào mừng các bạn quay lại đến với Chakito Gold Room. Hôm nay thì sẽ có một sự kiện tiếp theo, đó chính là Liên đoàn Thể thao Sport Liên Huy. Chúng ta sẽ phải thu thập những biểu tượng còi để có thể mở khóa được Kung Fu Hành và Football Tom. Nhân vật của chúng ta sẽ được sử dụng đó chính là nhân vật Football. Ba, hai, một, go! Bắt đầu. Thank you.
Đây thì chúng ta sẽ kết thúc tập truyện tại đây. Nếu nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên tập video tiếp theo. Tạm biệt.